Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Chamber Network nha các bạn. Mình sẽ nhận được token data nha các bạn. Thì hiện tại token data này đã list trên sàn Binance với giá là 0.026 đô cho một token nha các bạn. Đã cho chạy qua cặp là USDT và BUSD và BTC nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn copy cái link này nha các bạn. Sau đó các bạn dán vào trình duyệt Chrome hoặc là Wiki browser của tất cả các bạn nha các bạn. Để mình đăng ký một tài khoản nha các bạn. Khi vào bạn bấm vào join now nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào login Google nha các bạn. Các bạn chọn một cái tài khoản Google của mình nha các bạn. Sau đó các bạn điền là username mình nha các bạn. Một, hai, ba, bốn. Rồi, các bạn bấm vào sign up nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn chọn hai hình giống nhau nha các bạn. Ok, không được rồi. Ok. Này, nho, dâu. Không được, cấp tra này hơi khó nha các bạn. Chị táo, pha các bạn chờ xíu nha các bạn. Chí chuối nằm đâu ta? Rồi, mở chí chuối ra nè. Đây, chí chuối nè. Chí chuối, chí chuối đây quá. Không được. Chí chuối đây, chí chuối đây. Ok. Dự hấu kỹ ta. Ok, sau khi bạn chọn hai hình giống nhau xong, bạn bấm next step nha các bạn. Rồi, bạn bấm vào, các bạn chọn một bức ảnh avatar của mình đi các bạn. Để mình lựa một ảnh avatar nào thiệt đẹp nha các bạn. Khoan các bạn, mình chọn cô gái đi các bạn. Khoan các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Vì gì mình cũng phải trang trí cho mình thật đẹp nha các bạn. Hình này đi cho nó sốc chút. Và bấm sell nha các bạn. Ok. Rồi bấm sell ta min nha các bạn. Rồi vô đây là cái link ghép của tất cả các bạn nha các bạn. Mỗi một lượt ghép thì các bạn sẽ nhận được 100 này là cái điểm boy nha các bạn. Mình sẽ đổi ra token data nha các bạn. Rồi follow Twitter tiếp tục này. Nhận được 50 boy nè. Rồi các bạn chấp nhận ứng dụng quy quyền nha các bạn. Trong dự án này các bạn cố gắng tiện ghép nặng lên level 3 nha các bạn. Dự án này khá là ngon nha các bạn. Ok. Confit. Bấm net. Mình kiếm thêm là 493 điểm boy nên mình sẽ lượt lên level 2 nha các bạn. Thì các bạn cố gắng tiện ghép hoặc làm nhiệm vụ để lên level nha các bạn. Các bạn làm tất cả các nhiệm vụ như đây nha các bạn. Tờ quýt nữa nè. Enter and work. Rồi, tiếp tục thì các bạn submit URL tại Twitter của mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter của mình ra nè. Rồi, trên tờ Twitter thì các bạn nhấp giải avatar của mình nè. Nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Mạng lót chậm quá. Rồi, bạn chia sẻ nha các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết dán vào đây. Rồi bấm vào confit nha các bạn. Ok, bấm next step nè. Tiếp tục các bạn tới Twitch, các bạn sẽ nhận được token nữa nè. Rồi bấm đăng test nè. Rồi submit link tới Twitch cái nữa nè. Bài trên chứ. Gian bài dưới là tiêu mạng. Net test. Ok. Ta. Đây thì đi coi nha. Thì nó yêu cầu bạn nhấp vào số mấy thì các bạn nhấp nha, mình nhấp vào số 1 nha các bạn. Ok. Chit team network. Thì các bạn chọn nhiều data đi các bạn. Ok. Data luôn đi. Dự án này sẽ trade in tại mình sẽ chọn là Bankia Swap nha các bạn. Vì sàn Bankia Swap. Web 3.
Thì đây thì các bạn chọn đại đi các bạn. Mình sẽ chọn là quản lý DAO. Yes đi. What do my data like by token. Rồi. Câu này thì nói bạn muốn mua mã thông báo đâu thì bạn chọn BNC nha các bạn. Ok. Rồi các bạn chọn đại đi nha các bạn. Đây thì không quan trọng đâu các bạn. What did you form the team? Qua như kỳ thiệu qua Twitter đi. Lao bát. Thì nó sẽ chim được cái mắt năm nào mình cũng không biết luôn, mà chọn xe đại là năm 2021 đi. Ok, bấm vào số 10 nha các bạn. Ok. Xe buy and hold. Số 1. Ok. Số kỹ ta. Tổng cung của nó bao nhiêu ta? Tổng cung nó tỷ liquid ta. Rồi các bạn cứ chọn đại đi các bạn, rồi bấm next step nè. Sell Twitter nè. Sẽ nhận được 5 boy nha các bạn. Rồi bấm đăng test. Rồi submit link tweet. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn dán vào đây. Fit. Nếp tép. Rồi thì tất cả nhiệm vụ đây các bạn cứ làm đi nha các bạn. Các bạn cố gắng làm hết luôn nha các bạn. Khá là nhiều điểm boy luôn. Rồi đây thì qua phần dí nè. Dí sự team phần thưởng cũng được. Wallet. Qua spin nè các bạn. Đây là một tiền hãng nè. Trung Quốc. Quay cái này. Rồi giờ đây các bạn cứ tìm kiếm cái điểm boy này để đỡ ra tập cần data nha các bạn. Thì mình sẽ update sau về phần group và bán khi nào ai góp nó kết thúc nha các bạn. Rồi vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.